Sẽ bốc hơi nhanh nhé bạn ơi. Ok, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình nhá. Ok, mình đang chơi đối kháng xếp hạng các bạn. Sau những ngày thua SML thì cuối cùng là cũng phải cố gắng mà bắn đi thôi. Ôi, bắn kìa. Nói chung khẩu này không, mình thấy không sấy tâm thì có vẻ dễ sấy vào đầu hơn là bật tâm. Sấy tâm thì chỉ sấy tầm xa tầm này bắn cầu gì đây nhỉ? Bắn mẹ shotgun đi, bắn mỗi khẩu một tí cho nó đa dạng, chứ còn bắn một khẩu mãi thì nó không 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 hay cho lắm, cho nên là ta cứ bắn đa dạng như một tí. Bây giờ trước mắt phải ngó xem nó đâu đã. Tôi phải đeo cái tay phone vào cơ mà. Không đeo tay phone là đéo bắn được. Đâu rồi? Mẹ mày, không gian tĩnh lặng đến cái mức lạ thường này. Này thì chạy này. Nó vẫn đang đi tìm ra mình ở đâu ấy mà. Bắn shotgun này thì chỉ bắn tầm cận chiến thôi, hai bên lao vào đấm nhau các thứ thôi. Trận này thì có thể là mình sẽ chạy sang cái cánh bên trái. Ôi sao nó biết mình ở đây ta? Nó đâu rồi? Ok, các chuột, mẹ đùa chơi cái giả lập này lắm, lúc nó cứ bị lỗi, nó vẫn không, tại vì Free Fire này nó vẫn không chưa thiết lập ra một bản chuẩn dành cho PC ấy, nên lắm lúc bắn ấy. Nên lúc bắn là nó cứ hay bị lỗi nút thì các bạn nó không điều khiển được chuột, hoặc là phím ấy nó cứ bị dắt phím với cả dắt chuột đấy, không điều khiển được. Nói chung là cứ vẫn phải là điện thoại thì mới chuẩn được. MP40 thôi có vẻ hợp lý hơn đấy. Nó đang đang nấp ở chỗ này này. Rồi bị mù rồi này này. Mày thế ăn phát vào đầu luôn ạ. May qua đấy tôi đặt tâm phát sấy được phát vào đầu nó luôn. Nói chung là trận này tâm lý này, trận này trận cuối này khá là tâm lý này. Thằng nào thua, thằng nào thắng, thằng nào đi tiếp, thằng nào ở lại này. Hết sức bình tỏ, hết sức bình tỏ. Nó bên này. Tôi nghe thấy tiếng nó ở bên này. Không biết có phải không nhưng mà tôi nghe thấy nó ở bên này đấy. Ui, địt mẹ giật hết cả mình này. Nó chạy bên này. Nó chạy bên này, tôi nghe thấy tiếng mà. Biết ngay mà lại, anh em thấy chưa? Tôi đeo tai phone cái nó khác ngay vì tôi nghe được tiếng chúng nó chạy. Khi mà mình nghe được tiếng chúng nó chạy ấy thì là tất nhiên là các bạn sẽ biết được vị trí của nó. Mình thì mình khá là lười đeo tai phone. Mình thì bản bản chất của mình khá là lười đeo tai phone, cho nên là bạn mỗi lần mà bảo đeo tai phone bắn thì mình hơi lười thôi, chứ còn thực ra nếu mà mình đeo tai phone để mà mình nghe tiếng ấy thì nói chung là mấy thanh niên này thì mình vụt được. Đấy, để tôi thay bộ quần áo này. Anh em thấy nhạc nền du dương chưa? Đấy, vào là cứ thế mà triển đi thôi. Mình sẽ bắn nốt mấy một vài trận tử chiến nữa thôi. Xong rồi ấy thôi. Không có gì đặc sắc cả. Đội A và đội B à? Đội A và đội B là cái gì? Không biết là ai sẽ chọn súng đầu tiên đây, không biết nữa. À vậy là round đầu nó chọn súng, thằng này lại lấy khẩu SDV hoặc khẩu khẩu AC rồi. Mình biết mà lại. Mình nghe cái tiếng thôi là mình biết rồi các bạn ạ. Sao vậy? Ơ kìa. Mẹ ông cứ lôi ngắm đâu bắn tôi làm cái gì không biết. Đừng có lôi ngắm đâu bắn tôi, cứ lôi mấy khẩu kia ra bắn thôi. Mình đeo tai phone thì mình nghe được cái tiếng chúng nó sắp đến mình hoặc là bên trái bên phải thì mình phản ứng được. Đây nó bên này.
Ui ôi kìa, nó bắn phát vào đầu kìa, mình bắn được phát vào đầu kìa, nó yếu rồi, nó chỉ độ 2 viên nữa thôi. Đéo nó ghê đấy, ông cầm SDV ông bắn kinh khủng vậy. Đây, thế thì trận này cầm Pharmat bắn với tôi đi. Xem mỉu nào, cắn mỉu nào nha. Anh em thấy bộ quần áo này đẹp không? Thấy bộ quần áo này là làm sự kiện đấy. Bộ này nó là kiểu là bộ tiệc bể bơi. Kẻ mà nó lấy được riêng cái mũ thì là ngon hơn đấy. Mình thích riêng cái mũ hơn là nó đâu ấy nhỉ? Đây 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 đây, sao nó nhảy nhảy mà mình đéo nghe thấy tiếng của nó nhỉ? Ơ kìa, ông ấy chưa lấy bom keo, ông ấy ngồi như thật đấy ạ. Ông ấy có quả bom keo mà ông ấy chưa ném. Mà là trận này cũng căng này, để mình vứt mấy cái này ra cái. Nó cũng chạy ra đây rồi. Ở đây sao này? Bên này, chỗ này. Nó ở sau cái thùng này này. Cậu yếu lắm rồi đấy. Rồi ok, vậy là kết quả tỷ số đang là 2-1 rồi. 2-1 nghiêng về tem của mình. Còn không biết là bên kia như thế nào nữa thì mình không rõ nữa. Nhưng mà tạm thời là thế. 2-1 dành cho tôi. Xem trận này nó lấy khẩu gì đây. Mình nghe như kiểu nó lấy khẩu súng tiểu liên ấy. À biết ngay mà. Vector tiểu liên mà. Vector tiểu liên công ạ. Ô nó lag à? Nó bị lag hay sao ấy? Thế đéo là nó đang đứng ở kia mà nó tốc tiến phát sang bên này vậy? Hay ông ấy đang xài test bản hack vậy? Mẹ khả năng là ông ấy đang xài ông test bản hack rồi. Bắn bình tĩnh như bạn này. Hay là bị đơ rồi? À không, mình nghe thấy tiếng nó đang chạy đây rồi. Rồi nó bắn hết đạn rồi thì tôi cứ lao ra tôi vả nó thôi. Đéo thì boy da buồn thế, nhanh vãi nồi chả, vừa bắn được một trận xong đã lại boy da rồi. Ok tiếp tục nào, giết được 5 kill, 5 kill là ngon rồi mà, tôi chỉ cần 5 kill thôi, không cần nhiều. Cái nhiệm vụ ở trong này thì không biết là tôi đã làm ấy được chưa, nâng cấp mấy cái nhà máy lên cái chạy nhanh vãi nòi ra. Số huyền bí chả có gì đâu, số huyền bí thì chắc có mỗi bộ này ngon thôi. 300 kim cương anh em nạp tầm 25.100 kim cương thì anh em nạp tầm 300.000 vào đâu, anh em nạp tầm 100.000 vào thì mới mua được, tại vì anh em nạp 75.000 thì cũng chỉ mới có 300 kim cương thôi, mà nó lại lẻ ra 21 kim cương nữa cơ. Bọn Gardena này nó chó chết lắm, tuy nó để lẻ kim cương ấy thôi nhưng mà anh em lúc anh em nạp anh em vẫn phải nạp chẵn, vì anh em thiếu, anh em kể cả thiếu có 1 kim cương anh em cũng phải nạp nạp thêm vào là 100 kim cương nữa mới đủ, cho nên bọn này nó ác lắm. Nhưng mà bộ này đẹp, bộ này nạp 100.000 vào là được luôn đấy, là được. Kể bộ này nó có thêm cái hiệu ứng skin bên ngoài nữa thì tuyệt vời, không có gì để chê.